Chim Cảnh Đất Việt xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn giỏ thóc của chim cu gáy và cái dây xích cu. Bạn nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp với mình theo số điện thoại 0908 070 555. Mình ở 274 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội và có ship hàng toàn quốc. Cụ thể như sau. Các bạn đang thấy ở đây là cái giỏ thóc dành cho chim cu gáy. Thì cái giỏ thóc này được làm hoàn toàn bằng mây và các bạn thấy đấy, rất là tròn trịa, rất là đẹp. Và nó thích hợp với mọi loại lồng, đặc biệt là đẹp nhất đối với lồng quả đào và rất là cứng chắc, các bạn thấy đấy. Đúng không ạ? Chung là đập thoải mái đi ạ. Đúng không ạ? Rất là cứng chắc và nó rất là đảm bảo cho những chú chim cu gáy của mình. À, các bạn thấy. Thì giá một cái này là 30 ngàn và bên mình ship miễn phí tận nhà cho các bạn. Nếu bạn nào lấy từ 5 chiếc trở lên nhé. 5 chiếc trở lên là được miễn phí. Thế còn lấy dưới 5 chiếc là sẽ tính phí. Thì cái này nhá, nó kín lắm. Các bạn có thể đựng thóc này, đựng kê này, vân vân, đều rất là ok nhé. Thế cái thứ hai giới thiệu đến các bạn đó là cái dây xích. Đây, các bạn đang nhìn thấy ở đây. Đây là dây xích cu gáy này. Đó. Thì cái này là làm được dù. Dù này rất là chắc và rất là bền. Đẹp lắm so với bây giờ rồi. Này có chống xoay luôn. Đấy, và cái dây này rất là dài, dài lắm. Cái dây phía sau rất là dài này. Thì các bạn có thể là tùy kích thước mà mình sẽ buộc vào trong cái cây xích cu và lồng trần của mình nhé. Thì giá cái này cũng là 30 ngàn một dây nhé. Thì và bên mình cũng bao ship tận nhà cho các bạn. Nếu bạn nào lấy từ 5 dây trở lên là mình sẽ bao ship tận nhà cho các bạn. Thì mình sẽ nhắc lại một lần nữa. Đây, địa chỉ của mình đây. Thì bạn nào có nhu cầu liên hệ với Chim Cảnh Đất Việt theo số điện thoại 0908 070 555. Các bạn có thể theo dõi trên Facebook chimcanhdatviet.com, viết không dấu nhé. Hoặc là Chim Cảnh Đất Việt cũng được. Các bạn hãy đăng ký miễn phí thành viên kênh Chim Cảnh Đất Việt trên YouTube để cập nhật nhiều nhất video mà mình thường xuyên đăng lên. Thì ngoài cái sản phẩm giỏ thóc và dây xích cu gáy này thì mình còn rất nhiều sản phẩm khác nữa. Thì các bạn cố gắng theo dõi trên Facebook.